Sách Thi Thiên chương 66. Ca ngợi công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy ca ngợi danh vinh quang của Ngài. Hãy ca ngợi và tôn vinh Ngài. Hãy thưa với Đức Chúa Trời rằng các công việc Ngài đáng sợ thay, vì quyền năng vĩ đại của Chúa. Các kẻ thù Ngài đều sẽ quy phục Ngài. Cả trái đất đều thờ lạy Chúa. Họ ca ngợi Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Hãy đến chiêm ngưỡng công việc của Đức Chúa Trời. Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra cả đất khô, người ta đi bộ qua sông. Tại nơi ấy, chúng con vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời. Mắt Ngài xem xét các nước, những kẻ phản nghịch chớ tự cao. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho tiếng ca ngợi Chúa vang vọng khắp nơi. Chính Ngài bảo toàn mạng sống chúng ta, không để cho chân chúng ta trượt ngã. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng con, luyện chúng con như luyện bạc. Chúa để chúng con sa vào bẫy lưới, chất gánh nặng trên lưng chúng con. Chúa để người ta cưỡi trên đầu chúng con. Chúng con phải đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa có đem chúng con ra nơi giàu có. Con sẽ mang tế lễ thiêu vào nhà Chúa, thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài, là lời môi con đã nói và miệng con đã hứa khi gặp gian truân. Con sẽ dâng cho Chúa những con vật béo tốt làm tế lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Con cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Miệng tôi kêu cầu Chúa và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi vui sướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ca ngợi Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng từ chối lời con cầu xin, cũng không cất sự nhân từ Ngài khỏi con. Sách Mát chương 16. Sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Ngày Sa-bát đã qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ và Salome mua hương liệu để đi xức xác Đức Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến mộ. Họ nói với nhau, ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta? Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi, đó là một tảng đá rất lớn. Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải, thì vô cùng kinh ngạc. Người đó nói với họ, đừng kinh hoảng, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu người Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng Ngài, hãy đi. Báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Galilee trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi. Vừa ra khỏi mộ, các bà đều chạy trốn vì quá kinh ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá khiếp đảm. Đức Chúa Giêsu hiện ra với Mary Magdalene. Khi Đức Chúa Giêsu sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết, Ngài hiện ra cho Mary Magdalene là người đã được Ngài trừ khỏi bảy quỷ dữ. Bà đi báo tin cho những người đã từng nghe Ngài đang sầu than, khóc lóc. Nhưng khi nghe rằng Ngài đang sống và chính bà đã thấy thì họ không tin. Đức Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ. Kế đó, Đức Chúa Giêsu trong một hình dạng khác đã hiện ra cho hai trong các môn đồ. Khi họ đang trên đường về miền quê, hai người này trở lại báo tin cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin. Sau đó, Ngài hiện ra cho 11 môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng. Họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. Ngài phán với họ, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.
những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu thăng thiên. Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Giêsu được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo. Sách Ô-xê chương 13. Cơn giận của Chúa trên Israel. Mỗi khi Ê-phra-im lên tiếng, người ta run rẩy. Nó được tôn cao trong Israel, nhưng vì phạm tội thờ Ba-an nên nó phải chết. Bây giờ chúng phạm tội càng thêm. Chúng làm cho mình những tượng đúc, dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc. Tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công. Người ta nói về những kẻ dân sinh tế rằng, con người mà lại hôn bò con, thế chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương mai chóng tan, như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, như làn khói bay qua cửa sổ. Chính ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ngoài ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác, không có cứu Chúa nào khác ngoại trừ ta. Chính ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo. Do đó, chúng đã quên ta. Vì thế đối với chúng, ta sẽ như sư tử, như con beo rình rập bên đường. Ta sẽ vồ chúng như gấu cái mất con. Ta sẽ xé nát lòng ngực chúng và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử. Thú rừng sẽ xé xác chúng ra từng mảnh. Hỡi Israel, ngươi bị hủy diệt vì ngươi chống lại ta là đấng cứu giúp ngươi. Bây giờ vua ngươi đâu rồi? Hãy để ngươi giải cứu ngươi trong tất cả các thành. Các quan sát là những người mà ngươi đòi cho được rằng, hãy cho tôi một vua và các nhà lãnh đạo. Họ đâu cả rồi? Trong cơn giận, ta đã ban cho ngươi một vua, và trong cơn thịnh nộ, ta lại cất đi. Sự gian ác của Ê-phra-im được buộc lại, tội lỗi của nó được cất giữ. Cơn đau quặn thắt của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó, nhưng nó là đứa con không khôn ngoan. Vì đã đến lúc chào đời mà nó không chịu rời khỏi lòng mẹ. Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng khỏi sự chết sao? Hỡi sự chết, tai họa mày ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt mày ở đâu? Sự thương xót bị giấu khỏi mắt ta. Mặc dù Ê-phra-im có sinh sôi nảy nở giữa anh em mình, thì một ngọn gió đông cũng sẽ thổi đến, tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc, làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối. Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật. Samari sẽ mang tội của nó, vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời mình. Chúa sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm, các con trẻ của chúng sẽ bị đập nát, và những người đàn bà có mang của chúng sẽ bị mổ bụng. Chương 14. Khuyên phải ăn năn. Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì chính tội lỗi ngươi làm cho ngươi vấp ngã. Các ngươi hãy đem lời nói mà trở lại cùng Đức Jehovah. Hãy thưa với Ngài rằng, xin cất bỏ mọi tội ác chúng con và nhậm điều tốt lành để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi thay vì bò tơ đực. Assyri không thể giải cứu chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa. Chúng con không còn gọi sản phẩm do tay chúng con làm ra là thần của chúng con nữa. Vì chỉ trong Ngài, kẻ mồ côi mới nhận được sự thương xót, đảm bảo sự tha thứ. Ngài sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng, vì cơn giận của ta đã xây khỏi chúng. Ta sẽ như xương móc cho Israel. Nó sẽ trổ hoa như cây huệ và đâm rễ như Liban. Các cành non của nó vươn ra xa, sự sinh tốt của nó giống như sự sinh tốt của cây ô liu.
mùi thơm của nó như mùi thơm của Liban. Những người ngồi dưới bóng nó sẽ trở về, chúng sẽ hồi sinh như cây lúa, chúng sẽ trổ hoa như cây nho, và mùi thơm của Israel sẽ như rượu Liban. Hỡi Ephraim, ta có liên hệ gì với các tượng thần? Chính ta đã nhậm lời và sẽ đoái xem ngươi. Ta sẽ như cây bách xanh tươi, nhờ ta mà ngươi sinh hoa kết quả. Kết luận: ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều này. Ai là người thông sáng, hãy biết những điều này. Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.